xin chào anh em. Đây là Bình. Bình đang có mặt tại xưởng tàu Vĩnh Khương, xưởng tàu nhựa composite nha anh em. Đây là một trong hai xưởng tàu đóng về tàu nhựa composite lớn nhất ở Việt Nam. Thì hôm trước mình có quay một clip về chiếc tàu cá của anh Sang lúc còn ở trên ụ. Bây giờ tàu cá của anh Sang đã hạ thủy rồi. Và vừa rồi thì hôm trước thì mình vào mình không có gặp anh Khương. Nhưng mà hôm nay gặp anh Khương giám đốc luôn, ảnh cũng trò chuyện tâm sự với mình khoảng 15-20 phút. Ảnh cũng rất là thân thiện và nhiệt tình anh em. Mình có xin phép ảnh đỡ vay một số những cái con tàu còn lại ở trong xưởng. Nói chuyện rất là vui vẻ ha. Trước kia thì mình có biết thì trước kia là anh Khương ổng cũng có đóng rất là nhiều tàu cá bằng gỗ cho anh em ở Cà Ná và một số bà con ở Mỹ Tân, Khánh Hội. Đấy, ngay bên cạnh mình đây là một con tàu nhựa composite dài 24 mét. Thì bây giờ mình sẽ mời anh em cùng theo chân mình vừa khám phá xưởng tàu và vừa khám phá con tàu nhựa dài 24 mét này nha anh em. Ok, bên này là có một cái, mình sẽ xoay cái camera lại ha. Mình sẽ xoay cái camera lại và đỡ quay con tàu nhựa 24 mét cho anh em xem. Xưởng tàu Vĩnh Khương chuyên đóng tàu nhựa composite. Tàu này sẽ về Ninh Thuận nha anh em. Tàu này sẽ về Ninh Thuận. Hình như là làm ngờ rập ghẹ. Tàu cá này sẽ về Ninh Thuận nha anh em. Tàu cá này sẽ hai bổ dừng đỏ sơn màu trắng này của ngư dân Ninh Thuận. Rất đẹp. Mình sẽ đi một vòng đảo vây hết khu tàu cho anh em xem. Đây mình thấy ở mấy cái bê nè, mấy cái khuôn nè anh em. Cái khuôn. Mấy khuôn để họ làm mấy cái bổ anh em. Này, đây là mấy cái khuôn để họ làm mấy cái con viền nè. Nó bị che mất cái phần đây mất tiêu rồi. Che mất cái phần đây. Nó bị che mất cái phần đây mất tiêu rồi. À, mình nhớ ra là anh Khương có nói là tàu này về Đông Hải, Ninh Thuận. Anh Khương có nói là tàu này về Đông Hải, Ninh Thuận của bà Trần Thị Định hay là gì đó. Của bà Trần Thị Định tại Đông Hải, Ninh Thuận. Này, tàu này của người Định 17 chắc chắn anh em. NT02052 nè. Dài 24 mét ha. Dễ sợ con tàu không? Mặt trước của lông cốt là bọc inox. Mặt trước của lông cốt bọc inox hết trơn. Mặt trước này vô inox hết. Làm nguội lại hết rồi. Trước mặt sỏ là một cái miếng inox. Dỡ sợ. Nóc này chắc dày 2 phân luôn. Là một miếng inox dày 2 phân. Vít ốc nóc 12 vô hết. Ốc này 12, 14 gì đó. Dỡ sợ không anh em? Đấy, anh em xem.
tàu kéo dài 24 mét nha anh em. Xưởng tàu Vĩnh Khương ha, một trong hai xưởng tàu nhựa composite lớn nhất ở Việt Nam. Mẫu tàu rất là đẹp. Theo như đánh giá của mình đã quay cũng một vài con tàu ở xưởng của anh là thấy anh xuất xưởng mẫu tàu cái kiểu này rất là đẹp. Anh từng đóng một chiếc to nhất của anh Thơ ở Nha Trang. Chiếc mình chụp dài 32 mét. Đây, bây giờ mình sẽ lên trên tàu để cùng khám phá. Ghe này là không phải làm ngờ lưới rút hay là mình chụp, làm ngờ rập ghẹ hay là ngờ gì đó. Anh Khương có nói cho mình biết nhưng mà không có nhớ rõ. Đây anh em, phía bên trên bon của con tàu nhựa composite dài 24 mét. Gió qua gió. Mũi tàu leo hẳn là lên trên tàu luôn. Khám phá. Đó, anh đi đi bộ bộ đó là anh Khương á, chủ tàu, chủ xưởng, chủ xưởng đóng tàu ấy. Chiếc 24 mét là đóng xong rồi nhưng mà chưa lắp cabin, hình như là cũng chưa lắp máy hay sao á, chưa thấy lắp tay gì hết. Chút xíu nữa mình đi ra sau mình khám phá thử xem. Đấy, tàu cái trụ chút xíu, trụ này chắc làm dàn mát thôi chứ đâu có phải ngờ lưới rút đâu. Đây, phía bên trong của những cái hầm bon này là hầm mũi, hầm mũi họ làm hai hầm mũi ha. Tùy theo cái thiết kế mà yêu cầu của chủ tàu thì chủ xưởng họ sẽ làm cho anh em. Đó, quay cho anh em sơ qua vòng vòng ở trong này cho anh em coi. Họ thiết kế dựng đè gian luôn, đè gian của dài mũi nè. Chủ tàu quá, chủ xưởng quá giỏi quá tài anh em. Anh làm mấy cái khuôn quá đẹp luôn, mấy cái khuôn của xưởng ảnh mình thấy rất là đẹp. Đây. À, làm ngờ rập ship nha anh em. Đó, anh Khương có chia sẻ là tàu cá này của bà Trần Thị Định ở Đông Hải, Ninh Thuận, làm ngờ rập ship. Đấy, mấy cái hầm này để chứa rập ship nè. Phần thân vỏ là hầu như là đóng hoàn chỉnh rồi. Ở trên bon rồi, hoàn chỉnh hết rồi. Wow. Bon sau này là rộng dở sợ luôn. Đây tiếp một hầm nữa. Hầm nữa. Có máy rồi anh em ơi. Có máy rồi, có máy rồi. Mình sẽ quay máy cho anh em xem. Có máy rồi. Hai cái hành lang đây còn ở bên chính giữa. Bên chính giữa phần cabin hơi hẹp ha. Tàu này chắc tầm 6 mét rưỡi. 6 mét 6, 6 mét rưỡi. Tàu này chắc tầm 6 mét 7, 6 mét 8 đổ lại. Đổ lại 6 mét rưỡi thôi. Ok anh em. Phía bên dưới anh Trang bị bồn dầu này, tẹt 2.000, 2.000 không à. Dớ sợ, tẹt 2.000, 2.000 rưỡi á. Dớ sợ mấy cái tẹt.
Bè tẹt này chứa không phải 15.000 lít dầu. Đấy anh em, bên này bè tẹt, bên kia bè tẹt. Ba cái bồn dầu, 6 cái bồn dầu. Phần lái nè. Phần lái là chưa được lắc tít hoàn toàn ha. Làm đang hoàn thiện. Cái khu vực mà anh làm dấu sẵn để bắt lái. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi phần cầu thang để xuống dưới. Bây giờ mình sẽ đi phần cầu thang để xuống dưới khám phá hầm máy của con tàu. Đấy. Trước khi khám phá hầm máy là chúng ta coi cái kết cấu đa gian của những con tàu nhựa này nè. Đấy, kết cấu đa gian ha. Ghe là không có, ghe gỗ là không có mấy cái then đi tới như thế này ha. Chỉ có then ngang thôi, đè ngang thôi. Đây có đè tới nữa. Nhìn nó bồng bồng rồi tại. Nhìn nó bồng bồng. Rồi bây giờ phần chính là mình sẽ tìm hiểu về máy và hộp số của con tàu. Máy thì bắt rồi nhưng mà hộp số thì cạo lên bỏ đây thôi chứ chưa bắt. Máy cũng chưa bắt luôn. Máy là mới cẩu lên bỏ thôi. Ồ chạy cái máy xịn nha, máy đập thùng nha anh em. Máy đập thùng anh em. Đây S6R dở sợ. Chim ngưỡng động cơ S6R nè anh em. Đấy, bình quay là bình quay xác thật cái thông số có sẵn luôn cho anh em xem ha. Mình không có quay mà đón non đón về ha. S6R MBTK 605 kW. 605 kW là cái này 700 mấy mã lực. S6R nhưng mà MTK nó S6R nó có nhiều đời ha. Cái này là S6R MTK 605 kW. Đập thùng anh em. Đấy, hàng chữ S6R nè. Đập thùng. Chưa có đổ linh đổ dầu gì vô đây hết. Còn bọc nguyên ni lông luôn. Trời ơi. Chim ngưỡng mấy cái máy đập thùng. Mơ mẫn anh em. Còn nằm trong bao ni lông. Chưa xé ni lông. Rồi, rất kỹ. Sẽ đi qua bên kia. Ồ. Logo Mitsubishi. Quá đã. S6R. Đứng lên trên này được chứ? Được. Máy và hộp số mới cẩu xuống. Nhưng mà chưa có bắt. Mấy cái chỗ đây là đã làm sò nước hả ta? Bên kia còn có con học nữa nè. Ok, mình sẽ thẩm mỹ thêm cái máy cho anh em xem. S6R còn mạc luôn nè anh em. Đấy, còn tem luôn. Còn tem mới chở từ xưởng về. Mới đập thùng chở về luôn. Chưa qua sử dụng. Lần đầu tiên nè. Đây là lần đầu tiên chiêm ngưỡng những cái máy như thế này. Tàu cá của anh Sang cũng là những cái máy mà đầu tiên chiêm ngưỡng những cái máy đập thùng. Đây là cái đập thùng chưa qua sử dụng luôn anh em.
chưa qua sử dụng S6R. Mới chở xuống thì chưa bắt ha. Này cái bơm nhớt, bơm thay nhớt nó là sao? Cần đây. S6R. S6R đập thùng. Chưa đập luôn nha anh em. Còn trong thùng nha. Mua giờ đỡ đập nhưng mà chưa đập. Thùng thì đập rồi nhưng mà bao ni lông mà chưa đập. Chưa xé ni lông ha. Chưa xé ni lông. Gọi là mới có đập thùng thôi chứ chưa đập máy. Chưa thử em nó. S6R hơn 700 mã lực, 605 kW. Tầm 700 mấy chục mã lực. Bên này là hộp số của Trung Quốc ha, chưa được đấu vào. Hộp số này cũng là đập thùng luôn nha nè anh em. Đấy. Anh em chiêm ngưỡng hộp số đập thùng của Trung Quốc ha. Không phải là hộp số Trung Quốc là ai cũng có tiền là mua mới nha anh em. Có người mua hộp số Trung Quốc mà vẫn là mua cũ đó anh em ơi. Zider 600E 5 tua 1. Ở dòng tua 1.000 đến 1.800 dòng trên phút. Tháng 11 năm 2017. Ngày sản xuất. Đời mới. Trung Quốc nhưng mà đời mới. Hộp số bự dở sợ hộp số ha. Nhìn thấy hộp số ớn lành luôn á. Wow. Cái này chạy láp nhiêu đây? Láp chắc còn trăm mấy. 120, 130. Ok, xin chào anh em. Đây là Bình đang đứng trên con tàu nhựa composite dài 24m của ngư dân Ninh Thuận, Đông Hải Ninh Thuận. Đây Bình đang khám phá hai cổ máy. Đây là cổ máy S6R mới vừa cẩu xuống và hộp số mới vừa cẩu xuống luôn. Chưa có ráp ha. Còn cẩu xuống đỡ trên cái dàn đớ dàn chân. Máy thì khui thùng nhưng mà chưa có xé bao ni lông luôn nha anh em. S6R đập thùng. Chưa xé bao ni lông luôn. Đấy, bây giờ mình xin mời anh em cũng theo chân Bình đỡ cùng khám phá cổ máy S6R của Mitsubishi đập thùng và hộp số đập thùng nha anh em. Xin mời anh em theo chân Bình. Ok, xin chào và tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em theo dõi kênh Bình ở một cái video sau sẽ hấp dẫn và sẽ hoành tráng hơn nha anh em. Xin chào anh em và tạm biệt. Tạm biệt Nha Trang. Tạm biệt Cam Ranh Khánh Hòa.